khi được bên tổ chức đã quỹ tại Huế tạo điều kiện cho nhà trường đón một cái đoàn của các em sinh viên đến từ Anh, Úc, Canada. Phải nói rằng là các em rất là có tuổi con nhỏ nhưng mà với cái lòng nhân ái và cái nhiệt tình, cái nhiệt huyết của các em làm không quản khó khăn vất vả, đặc biệt là cái khí hậu mùa hè của Huế rất là nóng nhưng mà các em làm rất là nhiệt tình, thậm chí là những cái công việc hết sức là nặng nhọc như là bốc vác những cái sa bằng là sau khi thông thường để làm cái thư viện. Ngoài ra thì các em còn từ sớm, từ quét vôi, từ là làm những cái công việc mà hết sức nặng nhọc. Cái công việc của các em đã góp phần cho nhà trường rất là nhiều trong cái công việc để xây dựng cái môi trường sạch sạch đẹp. Các em đã góp phần nâng cấp trở lại một phần để khang trang hơn, không ngại những cái quan niệm xa xôi để giúp đỡ cho đất nước Việt Nam nói chung và cho Hương Hồ tiểu học của Hương Hồ nói riêng. Rất trân trọng cảm ơn cái tấm lòng đóng góp của các em. My name is Chloe. My name is Chanel. I'm from London in England. In this school, so we've come in for 3 or 4 days in this school. We're basically just cleaning, painting the doors, painting windows, and teaching the kids as well. So yeah, trying to make a little bit of a difference and help out the school. Local people, they're lovely. Seriously, like, they don't speak a word of English, but somehow they'll just be so welcoming towards you. They've been nothing but hospitable. They've been like nothing but fabulous. No, I've enjoyed it. It's good to do some hard work and give back. Everyone's just so happy and friendly. It's nice. So I've enjoyed my stay here. Thank you for having us. Yeah, we love working with Hearts of Huế. They do so much good work. Like every time we come in here, we help a new school. Like it's just, yeah. It's really good to have a local charity that you can, like, it's really hands-on and you can see the progress. It's nice. Yeah. Working with local workers. Just put me out of control.